Sau khi Bình Tòa rời khỏi ghế chánh án, liệu vụ án Hồ Duy Hải có được giải quyết hay không? Theo giới quan sát và phân tích quốc tế, Đại hội khóa 13 mới đi qua được 2/3 nhiệm kỳ, nhưng có lẽ giai đoạn biến động nhân sự nhiều nhất trong chính trường của Việt Nam trong thời gian vừa qua đã diễn ra. Việc Ban chấp hành Trung ương và Quốc hội phải liên tiếp triệu tập những hội nghị và kỳ họp bất thường để xem xét và xử lý vấn đề nhân sự đã chứng tỏ điều đó. Vào ngày 26 tháng 8, kỳ họp bất thường lần thứ 8 Quốc hội khóa 15 đã khai mạc để xem xét quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Theo đó, Quốc hội sẽ tiến hành phê chuẩn bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, bầu Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Một nội dung được công luận hết sức quan tâm trong kỳ họp lần này là cuộc đua vào ghế Phó Thủ tướng, đặc biệt là ghế Phó Thủ tướng thường trực. Những cuộc đua này cũng gây cấn không kém cuộc đua giành chức Tổng Bí thư gần đây. Các ý kiến trên mạng xã hội nhận xét, tuy mang danh là kỳ họp bất thường của Quốc hội, nhưng thực chất Quốc hội chỉ diễn cho người dân xem và bỏ phiếu theo chỉ định. Thực ra các vị trí nói trên đã được Tổng đạo diễn Tô Lâm sắp đặt sẵn. Đây là cơ hội vàng của Tổng Bí thư Tô Lâm, với lý do khi các quan tranh nhau mua ghế Phó Thủ tướng thì cơn lũ tiền sẽ đổ về nhà họ Tô và phe cánh của ông. Nguồn tin nội bộ cho Thời báo chúng tôi được biết, không chỉ riêng Tổng Bí thư Tô Lâm mà nhóm tứ trụ của Việt Nam lâu nay đều sở hữu nhiều tỷ đô la do cướp bóc và tham nhũng mà có. Song ông Tô Lâm và phe cánh công an từ nay sẽ giàu một cách siêu tốc, tới mức cỡ vượng Vin chỉ là một con muỗi để cạnh tranh với con voi. Theo đó, quy trình đầu tư quyền lực cho lãnh đạo các cấp từ trung ương đến địa phương là bỏ tiền mua ghế rồi vơ vét tham nhũng một cách thời gian ngắn để hoàn vốn và có lãi. Sau đó lại mua ghế có vị trí quyền lực cao hơn, lại tiếp tục vơ vét với mức độ lớn hơn theo mô hình vòng xoáy chôn ốc tháp ngược. Cuối ngày 26 tháng 8, truyền thông nhà nước chính thức công bố, thứ nhất là Quốc hội thông qua nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm một số phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 với các ông Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phước và Bùi Thanh Sơn. Thứ hai là Quốc hội thông qua nghị quyết bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Huy Tiến. Thứ ba là phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường; Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thứ tư là Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Chánh án Tòa Nhân dân tối cao của Nguyễn Hòa Bình và chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao của ông Lê Minh Trí. Thứ năm là phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng Chính phủ với ông Trần Lưu Quang vì đã được Bộ Chính trị bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Kết quả vừa kể trên không có gì thay đổi so với các thông tin mà Thời báo .de đã công bố trước đây nhiều ngày. Nguồn tin nội bộ cho biết Chánh án Nguyễn Hòa Bình nằm trong danh sách ứng viên Phó Thủ tướng thường trực theo chỉ đạo của ông Tổng Bí thư Tô Lâm. Không chỉ vì là bạn đồng niên với ông Tô Lâm tại Đại học An ninh trước đây, ông Nguyễn Hòa Bình là đương kim ủy viên Bộ Chính trị mà đang ngồi ghế Phó Thủ tướng thì đương nhiên phải là Phó Thủ tướng thường trực. Quan trọng hơn, Chánh án Bình dính scandal từ tử tù Hồ Duy Hải là một chiếc gân gà nuốt không trôi, nhả không ra, và đây là giải pháp tháo ngòi nổ. Việc đưa ông Lê Minh Trí thay chức Chánh án Tòa Nhân dân tối cao cũng để tạo điều kiện chấm dứt vụ án oan sai kéo dài hơn một chục năm nay. Theo đánh giá của công luận, đây có thể sẽ là một động thái của Tổng Bí thư Tô Lâm để ông lấy điểm với công luận có việc giải quyết một vấn đề mà dư luận xã hội lâu nay rất bức xúc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin hôm nay với tiêu đề Vì sao Nguyễn Hòa Bình được Tô Lâm ưu ái cho ngồi ghế Phó Thủ tướng thường trực? Liệu tân Tổng Bí thư Tô Lâm có để Trần Tuấn Anh thoát tội như Trần Hồng Hà hay không? Sau hội nghị Trung ương lần thứ 9 khi Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhậm chức Chủ tịch nước, trên mạng xã hội đã rộ tin Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, một lãnh đạo thuộc phe Hà Tĩnh, sẽ bị trảm, vấn đề chỉ là thời gian. Nhưng sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Quốc Khánh, người kế nhiệm cho cựu Bộ trưởng Trần Hồng Hà, cùng thuộc phe Hà Tĩnh, đã trở thành nạn hình nhân thế mạng. Lúc bấy giờ, một nguồn thạo tin tiết lộ Trần Hồng Hà nhờ lắm tiền nhiều của nên đã được tha. Sau đó, người ta thường xuyên chứng kiến Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà xuất hiện bên cạnh ông Tô Lâm trong các sự kiện quan trọng. Vào ngày 23 tháng 8, truyền thông nhà nước đưa tin Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu Bộ Công an rà soát 154 dự án điện mặt trời mà Thanh tra Chính phủ kết luận là có sai phạm để xác định dự án nào có vi phạm hình sự,
Đồng thời, ông cũng yêu cầu Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 8. Công luận ngạc nhiên trước những thay đổi đến 180 độ mang tính bước ngoặt của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, từ một kẻ sắp bị truy tố lại trở thành người chỉ đạo xử lý sai phạm của kẻ khác. Được biết vào năm 2023, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về vụ việc. Bộ Công Thương duyệt bổ sung 154 dự án điện mặt trời không có căn cứ cơ sở pháp lý. Thanh tra Chính phủ sau đó đã chuyển hồ sơ tới cơ quan điều tra để làm rõ. Vào ngày 12 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cung cấp thông tin tài liệu về 32 dự án, nhà máy điện gió, điện mặt trời nhằm phục vụ điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương. Theo giới quan sát, cùng một nội dung liên quan đến các sai phạm của EVN, vì sao các cơ quan chức năng lại đốc thúc rốt ráo đến như vậy? Điều đó có liên quan đến các thông tin trên mạng xã hội đang lan truyền rằng cựu trưởng ban kinh tế trung ương và cũng là cựu bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh sắp bị bắt giam hay không. Vào đầu tháng 5 năm 2024, khi cựu bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị khởi tố bắt giam, theo giới thảo tin, ông Trần Tuấn Anh đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an mời làm việc. Lúc đó đã có ý kiến khẳng định công an và xe còi hú sẽ gõ cửa nhà Trần Tuấn Anh trong một ngày không xa. Cũng có ý kiến cho rằng Trần Tuấn Anh khoe đã lo xong vụ này và tốn kha khá. Song có ý kiến khẳng định, một khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có mệnh hệ gì thì chẳng ai dám đảm bảo Trần Tuấn Anh sẽ bình an vô sự cả. Vào thời điểm đã chín mùi, việc liên tiếp hai thứ trưởng Bộ Công Thương là đàn em thân cận của Trần Tuấn Anh, Đỗ Thắng Hải và Hoàng Quốc Vượng bị công an khởi tố bắt giam cho thấy các sai phạm của ông Trần Tuấn Anh không hề đơn giản. Theo nhận định của giới thảo tin, Tổng Chỉ huy nhóm lợi ích điện lực không ai khác chính là cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh. Đó là chưa kể đến vào tháng 1 năm 2024, khi nhắc đến một số vụ án lớn trong lĩnh vực điện, xăng dầu của Bộ Công Thương, ông Tuấn Sô, người phát ngôn của Bộ Công an khi đó, cho biết có tình trạng chủ đầu tư và nhà thầu bắt tay nhau để nâng giá một số vật tư thiết bị điện lên tới 300%, khiến giá điện tăng cao, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Công luận trong một thời gian dài đã yêu cầu lãnh đạo đảng và nhà nước phải xử lý ông Trần Tuấn Anh, phải chăng để lấy lòng tin của người dân. Cuối cùng, ông Tô Lâm sẽ là người phải ra tay. Cũng xin nhắc lại, ông Trần Tuấn Anh được đánh giá là một sâu chúa trong tham nhũng, không khác gì ông trùm Lê Thanh Hải, nhưng vẫn thoát tội bởi có sự bao che của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, công luận cũng nghi ngờ về khả năng ông Trần Tuấn Anh có bị bí kíp vàng như Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà áp dụng và kết cục như đã thấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin liệu tân Tổng Bí thư Tô Lâm có để Trần Tuấn Anh thoát tội như Trần Hồng Hà hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.